giới luôn vận động và thời gian không bao giờ đứng yên. Và những ai chỉ nhìn về quá khứ hoặc hiện tại chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai. Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Đó là điều tất yếu. Giới thiệu WeWork Cộng Cộng phiên bản mới. Driving Forward.